nổi tiếng ở chợ Đồng Xuân, tên hiệu là Xuân Bắc. Alo. À, Tần đại ca. Vâng, em đây. Đại ca yên tâm đi, Vân Dung và Quang Thắng không phải là đối thủ của em. Chỉ 4 chiêu là em đã triệt hạ cả hai. Hai thanh kiếm của chúng em vẫn đang giữ. Vâng. Vâng. Hẹn gặp lại Tần đại ca. Thưa tướng, dạ bẩm thưa tướng, sau khi triệt hạ được đôi gian phu dâm phụ Quang Thắng và Vân Dung, kiếm hiệp Xuân Bắc đã trở về ạ. Oh my god, cảm ơn thượng tướng, vậy là chúng ta đã trả được mối nhục như con trùng trục này. Ơi ba quân, hãy nói cho ta biết Quang Thắng và Vân Dung là con gì? Gà hát 5L1. Làm thủ tục check in cho Xuân Bắc. Ôi anh trai ơi. Làm sao? Lột hết à? Lột hết. Rau mùi quá. Buồn anh trai. Có gì đâu mà khám. Phải khám chứ. Không tin ông được. Mà sao đầu ông nhiều cháy thế? Cháy kệ tôi. Nhanh tay lên ông ơi. Anh kia nhìn cái gì đấy? Bác về rồi đấy hả em? Nhà ta vừa lau. Vào nhớ bỏ dép ngoài nhá. Tân vương vạn tuế. Em chào đại ca. Kiếm của Quang Thắng. Còn cái này chắc là của Vân Dung rồi. Chả kiếm của chúng nó thì kiếm của ai? Anh xem hàng kỹ đi, rồi trao tiền thưởng cho em. Chuyển tiền vào đây. Có thế thôi à? Đuối thế. Ngoài chỗ này ra, ngươi còn được thêm một gói tằm. Đại ca nên nhớ, làm thịt được hai tên này không phải chuyện đơn giản. Quang Thắng nổi tiếng giang hồ với môn kiếm vẹo mũi to. Còn Vân Dung, anh còn lạ gì công lực của nó nữa. Nó nổi tiếng với thế khô mộc thần công xương sườn trưởng. Thế đấy, hơi bị tởm đấy. Ta công nhận là Vân Dung bất khả. Thế thì anh thưởng thêm cho em đi, ít ra cũng gấp 10 lần chỗ kia. Mày đừng có vào rừng mơ bắt con tưởng bở. Mỡ đấy mà húp nhé. Lúc nào cũng chỉ tiền thôi. Muốn thêm à? Ta chỉ có thể thêm cho ngươi 2.000 nữa thôi. Ok. Cái gì? Đại ca định cho em ăn quẩy với uống trà đá à? Ở mà hai thứ đó mày ăn nọ cũng chỉ hết 1.500. Như vậy là còn 500. Kiểu gì mày cũng phải hồi lại cho tao. Nhưng tao không tin một mình mày có thể giải quyết được việc đó. Chắc chắn phải có bàn tay người khác giúp đỡ, đúng không? Đúng. Em đã phải dùng mưu để mua thông tin từ Lương Triều Vĩ, người anh em kết nghĩa với Quang Thắng. Kể đi. Ông hãy cho tôi biết chỗ ở của Vân Dung và Quang Thắng đi. Không nói được. Ông yên tâm, tôi chưa bao giờ nói chuyện suông bằng nước bọt. Ông cứ cho tôi thông tin, tôi sẽ tặng ông một con đai lần tàu. Tôi là dân ngoại tỉnh, cho nên sau này không đi xe vào thành phố được. Thế ông thích gì? Thịt chó. Ông đánh đố tôi đi à? Giữa sa mạc mênh mông như thế này, lấy đâu ra chó? Mà nếu có chó thì đào đâu ra giềng? Nếu không có chó thì lấy thịt lợn nấu giả cầy cũng được. Không được thiếu mắm tôm đâu. Thôi đi bắt lợn đi. Ông hóm quá đấy ông Vĩ ạ. Cũng bình thường thôi. À, bây giờ thế này, tôi sẽ đổi cho ông một món khác. Đấy là món gì? Một mỹ nhân lai Tây
hai má đỏ hây hây, trông phây phây, nhìn thấy chắc chắn ông ngất ngây. Thế chân nàng có dài không? Úi giời ơi, chân dài tới nách, hoa hậu phải gọi bằng bà. Thế tên nàng là gì? Thu Hương, hay còn gọi là Hương Tươi. Quá hay, tôi sẽ chỉ chỗ cho anh. Vị đại ca. Hả? Hương Tươi vừa đẻ xong nên rất béo. Cẩn thận thằng Bắc nó lừa anh đấy. Đừng có bơm đẻo, tao tát cho một phát thì vào viện răng hàm mặt khoa chấn thương chỉnh hình bây giờ. Lương Triều Vĩ, Hương Tươi đẹp lắm, đừng bỏ lỡ cơ hội này. Hãy nói cho tôi biết chỗ ở của Vân Dung và Quang Thắng đi. Tôi sẽ chỉ đường cho anh. Nhìn cho kỹ nhá. Đấy. Đấy. Anh cứ đi theo đường lắm hoặc là đến ngã ba Xuân Mai thì rẽ phải, gặp một cái ao bèo thì rẽ trái, đi thẳng đến khi nào thấy một cái biển để Chí Trung ra trang là họ nấp ở đấy. Hóa ra là ẩn náu tại trang trại của Chí Trung. Thế mà lão béo lại nói rằng trang trại chỉ dùng để chăn lợn. Chuyển sang chăn người rồi. Vân Dung Quảng Thắng, các người có chạy đường trời. Thật là ghê gớm, ta không nghĩ người nó lại dài đến thế. Em cũng bị bất ngờ. Quả thật, nội công của Vân Dung quá ư thầm hậu, đúng như lời giang hồ đồn đại. Sau đó, em nghĩ ra một kế. Kế gì? Hả? Vân Dung gầy là như vậy, nhưng ham công tiếc việc và rất thích kiếm tiền. Em đã dí cho các bầu xô mời Vân Dung một ngày chạy 14 xô. Vân Dung mải mê chạy xô, chạy đến xô thứ 13 tại Quảng Ninh thì lăn quay ra mà chết. Thôi, nín đi đại ca. Vân Dung đã cắm sừng vào đầu anh, bỏ đi theo thắng vẹo. Anh còn xót thương cái nỗi gì? Nhưng dù sao ta và Vân Dung cũng đã từng có thời gian hương lửa mặn nồng, đầu gối tay ấp. Giờ đây phải hạ lệnh giết nàng ta cũng đau lắm. Nhưng cái tội lăng loàn dám cắm sừng vào đầu ta thì ta phải giết mới hết nhục. Ta đường đường là một tần vương, hét ra lửa, thế mà gặp Vân Dung lại mất điện mới đau. Giờ đây nàng chết rồi, ta biết sống sao đây. Em hạ thủ Vân Dung cũng là do lệnh của anh. Có lẽ thế thôi nhỉ, người về đi. Cái gì? Về đơn thuần thế thôi? Thế còn tiền thưởng của tôi? Này, ông định bùng à? Thằng này không bỏ qua dễ dàng như thế đâu nhá. Ở đây có rất nhiều đàn em của tao, tao thách mày làm gì được tao đấy. Không phải thách nhà giàu húp tương. Đồ ăn cháo đã bát. Đấy, kiếm đấy. Có giỏi thì nhặt lên mà chém ta đi. Chẳng nhẽ lũ đàn em của ta để ngươi toàn thây bước ra khỏi đây à? Nên nhớ, ta là Tần Vương, còn ngươi chỉ là một diễn viên hài, có được ba cái giải gala mà đã tính vi. Rồi, lượn đi cho nước nó trong. Chồng cái mặt ghét thế. Được, ta sẽ về gọi thêm Long Trèo cho ngươi biết tay. Nhớ mặt thằng này đấy. Phải triệt hạ Xuân Bắc, Tần Vương rất đau lòng, nhưng chỉ có cách ấy mới dẹp hẳn nạn dịch hài kịch đang hoành hành khắp nơi, bởi chính Xuân Bắc cũng là một danh hài đánh đông dẹp bắc. Lại nói, sau khi Vân Dung, Quang Thắng và Xuân Bắc bị Tần Vương triệt hạ, nước Tần đã đỡ hẳn cảnh người người, nhà nhà bỏ việc để đi xem hài, khiến đời sống thần dân ngày một khấm khá, cấm thế ai phải cười suốt một thời gian dài. Và nơi Xuân Bắc bị trăm ngàn mũi tên bắn đã trở thành một địa danh nổi tiếng, bây giờ thu hút rất đông khách du lịch đến tham quan.
Cái gì? Đại ca định cho em ăn quẩy với uống trà đá à? Mà hai thứ đó mày ăn nọ chỉ hết 1.500, như vậy là còn 500. Kiểu gì mày cũng phải hồi lại cho tao. Nhưng tao không tin một mình mày có thể giải quyết được việc đó. Chắc chắn phải có bàn tay người khác giúp đỡ, đúng không? Đúng. Em đã phải dùng mưu để mua thông tin từ Lương Triều Vĩ, người anh em kết nghĩa với Quang Thắng. Kể đi. Ông hãy cho tôi biết chỗ ở của Vân Dung và Quang Thắng đi. Không nói được. Ông yên tâm, tôi chưa bao giờ nói chuyện suông bằng nước bọt. Ông cứ cho tôi thông tin, tôi sẽ tặng ông một con đai lần tàu. Tôi là dân ngoại tỉnh, cho nên sau này không đi xe vào thành phố được. Thế ông thích gì? Thịt chó. Ông đánh đố tôi đi à? Giữa sa mạc mênh mông như thế này, lấy đâu ra chó? Mà nếu có chó thì đào đâu ra giếng? Nếu không có chó thì lấy thịt lợn nấu giả cầy cũng được. Không được thiếu mắm tôm đâu. Thôi đi bắt lợn đi. Ông hóm quá đấy ông Vĩ ạ. Cũng bình thường thôi. À, bây giờ thế này, tôi sẽ đổi cho ông một món khác. Đấy là món gì? Một mỹ nhân lai tây, hai má đỏ hây hây, trông phây phây, nhìn thấy chắc chắn ông ngất ngây. Thế chân nàng có dài không? 14 xô. Vân Dung mải mê chạy xô, chạy đến xô thứ 13 tại Quảng Ninh thì lăn quay ra mà chết. Thôi, nín đi đại ca. Vân Dung đã cắm sừng vào đầu anh, bỏ đi theo thắng vẹo. Anh còn xót thương cái nỗi gì? Nhưng dù sao ta và Vân Dung cũng đã từng có thời gian hương lửa mặn nồng, đầu gối tay ấp. Giờ đây phải hạ lệnh giết nàng ta cũng đau lắm. Nhưng cái tội lăng loàn dám cắm sừng vào đầu ta thì ta phải giết mới hết nhục. Ta đường đường là một tần vương hét ra lửa, thế mà gặp Vân Dung lại mất điện mới đau. Giờ đây nàng chết rồi, ta biết sống sao đây? Em hạ thủ Vân Dung cũng là do lệnh của anh. Có lẽ thế thôi nhỉ. Người về đi. Cái gì? Về đơn thuần thế thôi? Thế còn tiền thưởng của tôi? Này, ông định bùng à? Thằng này không bỏ qua dễ dàng như thế đâu nhá. Ở đây có rất nhiều đàn em của tao, tao thách mày làm gì được tao đấy? Không phải thách nhà giàu húp tương. Đồ ăn cháo đã bát. Đấy, kiếm đấy. Có giỏi thì nhặt lên mà chém ta đi. Chẳng nhẽ lũ đàn em của ta để ngươi toàn thây bước ra khỏi đây à? Nên nhớ, ta là Tần Vương, còn ngươi chỉ là một diễn viên hài. Lột hết à? Lột hết. Rau mùi quá. Buồn, anh trai. Có gì đâu mà khám. Phải khám chứ. Không tin ông được. Mà sao đầu ông nhiều cháy thế? Cháy, gậy thôi. Nhanh tay lên ông ơi. Kia nhìn cái gì đấy? Bác về rồi đấy hả em? Nhà ta vừa lau. Vào nhớ bỏ dép ngoài nhá. Tần Vương vạn tuế. Em chào đại ca. Kiếm của Quang Thắng. Còn cái này chắc là của Vân Dung rồi. Chả kiếm của chúng nó thì kiếm của ai? Anh xem hàng kỹ đi, rồi trao tiền thưởng cho em. Chuyển tiền vào đây. Có thế thôi à? Đuối thế. Ngoài chỗ này ra, ngươi còn được thêm một gói tằm. Đại ca nên nhớ, làm thịt được hai tên này không phải chuyện đơn giản. Quang Thắng nổi tiếng giang hồ với môn kiếm vẹo mũi to. Còn Vân Dung, anh còn lạ gì công lực của nó nữa. Nó nổi tiếng với thế khô mộc thần công xương sườn trưởng. Thế đấy hơi bị tởm đấy. Ta công nhận là Vân Dung bất khả. Thế thì anh thưởng thêm cho em đi. Ít ra cũng gấp 10 lần chỗ kia.
Mày đừng có vào rừng mơ bắt con tường bờ, mỡ đấy mà húp nhé. Lúc nào cũng chỉ tiền thôi. Muốn thêm à? Ta chỉ có thể thêm cho ngươi 2.000 nữa thôi. Okay. Giời ơi, chân dài tới nách, hoa hậu phải gọi bằng bà. Thế tên nàng là gì? Thu Hương, hay còn gọi là Hương Tươi. Quá hay. Tôi sẽ chỉ chỗ cho anh. Vị đại ca. Hả? Hương Tươi vừa đẻ xong nên rất béo. Cẩn thận thằng Bắc nó lừa anh đấy. Đừng có bơm đẻo. Tao tát cho một phát thì vào viện răng hàm mặt khoa chấn thương chỉnh hình bây giờ. Lương Triều Vĩ, Hương Tươi đẹp lắm. Đừng bỏ lỡ cơ hội này. Hãy nói cho tôi biết chỗ ở của Vân Dung và Quang Thắng đi. Tôi sẽ chỉ đường cho anh. Nhìn cho kỹ nhá. Đấy. Đấy. Anh cứ đi theo đường Lãm Hòa Lạc. Đến ngã ba Xuân Mai thì rẽ phải. Gặp một cái ao bèo thì rẽ trái. Đi thẳng. Đến khi nào thấy một cái biển đề Chí Trung Gia Trang là họ nấp ở đấy. Hóa ra là ẩn náu tại trang trại của Chí Trung. Thế mà lão béo lại nói rằng trang trại chỉ dùng để chăn lợn. Chuyển sang chăn người rồi. Vân Dung Quảng Thắng, các người có chạy đường trời. Thật là ghê gớm. Ta không nghĩ người nó lại dài đến thế. Em cũng bị bất ngờ. Quả thật, nội công của Vân Dung quá ư thâm hậu, đúng như lời giang hồ đồn đại. Sau đó em nghĩ ra một kế. Kế gì? Hả? Vân Dung gầy là như vậy, nhưng ham công tiếc việc và rất thích kiếm tiền. Em đã dí cho các bầu xô mời Vân Dung một ngày chạy mười đường. Nổi tiếng là chợ Đồng Xuân, tên hiệu là Xuân Bắc. Alo. À, Tần đại ca. Vâng, em đây. Đại ca yên tâm đi, Vân Dung và Quang Thắng không phải là đối thủ của em. Chỉ 4 chiêu là em đã triệt hạ cả hai. Hai thanh kiếm của chúng em vẫn đang giữ. Vâng. Vâng. Hẹn gặp lại Tần đại ca. Thưa tướng, dạ bẩm thưa tướng, sau khi triệt hạ được đối gian phu dâm phụ Quang Thắng và Vân Dung, kiếm hiệp Xuân Bắc đã trở về ạ. Oh my god, cảm ơn thượng úy, vậy là chúng ta đã trả được mối nhục như con trùng trục này. Hỡi ba quân, hãy nói cho ta biết Quang Thắng và Vân Dung là con gì? Gà hát 5L1. Làm thủ tục check in cho Xuân Bắc. Ôi anh trai ơi, làm sao?